Rồi, sáng nay thì có một trải nghiệm sao mà hấp dẫn quá. Đó là bây giờ mình sẽ lên tàu đi ra ngoài biển để mà bơi với lại cá mập trắng. A lot of sharks, like great whites, they have to move to breathe. If they stop moving, they die. Okay? So how do they sleep? What we think is they go in the shallow, and the waves have lots of options.